và một quyết định không giống ai dành cho thủ chim sẻ đắng. Và Vlog đang cho rất nhiều dân ra để có thể khai thác vàng. Nhưng mà sẻ đang lo sợ rằng Vlog thổi phù anh em ạ. Vlog quyết luôn khi thấy sẻ đắng 4BL không ăn vàng, tôi cạn lời. Hệ thống quán nhậu tự do, ăn ngon, ngồi đẹp, giá vỉa hè. Game thủ Vlog là người được cầm Katarian ở trong trận thiếu này. Vâng, đeo bãi quả đầu chim sẻ. Vâng, tôi rất ít khi thấy một bài Egypt mà có gỗ đầu gần đến như thế này. Vâng, rất nhiều cây gỗ gần nhà dành cho chim sẻ. Quả đầu 7 cây, một bầy hiệu sau bãi quả dành cho thủ chim sẻ đắng. Egypt đối đầu với Kata thì rất nhiều nghe ở đây biết rằng quân của chim sẻ đắng lợi thế hơn rất nhiều. Vâng, quân của chim sẻ được đánh giá là lợi thế hơn rất nhiều so với game thủ Vlog trong trận thiếu này, khi mà Egypt đối đầu với Kata. Những con phù thủy mà khi các bạn còn chưa nhìn thấy phù thủy đang đứng ở đâu thì lạc đà đã bị mất màu rồi. Chưa nhìn thấy phù thủy ở đâu thì lạc đà đã mất màu. Và những bài đi sò đầu tiên dành cho game thủ chim sẻ nắng của chúng ta với bài đấu được cầm Egypt, một cánh rừng ở cạnh nhà chim sẻ nắng kéo đến sát mép bản đồ và hoàn toàn có thể cung góc 3 giờ trong trận thiếu này. Vâng, đây đã là trận thiếu thứ 5 trong cuộc đấu giữa game thủ chim sẻ nắng và game thủ Vlog rồi. Anh em comment like share nhiều nữa đâu không ạ. Xin gửi lời chào đến 60.000 anh em đang có mặt trên fanpage của game thủ chim sẻ nắng trong buổi tối ngày hôm nay nha. Hello mọi người. Vâng, sẻ đánh phu cũng win ở trong vâng, quả phụ sát mép bản đồ luôn, mắc bèo luôn, có thêm cánh rừng nữa và đây là bài đấu khung nhà thôi. Đương nhiên là khung nhà rồi. Vâng, con vực này nó sẽ kéo sát đến cánh rừng và cạnh con vực và cánh rừng có thêm bãi vàng nữa là bình luôn đấy. Đấy, tôi biết ngay mà. Vâng, tôi thần kinh với tôi. Vâng, ôi giời ơi, cạn lời. Vâng, đáng ra Hải Mario phải làm thầy bói. Vâng, làm bình luận viên là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Vâng, tôi phải làm thầy bói anh em ạ. Nói gì chuẩn đấy luôn. Từ cái trận mà Cho Son và bảo Cho Son hit team và bảo Vlog bây giờ mà có ngựa chém đến bãi hoang của sẻ thì đúng là Vlog đến luôn. Trận này bảo con vực kéo sát đến cánh rừng có bãi quả bãi vàng ở cạnh con vực và cánh rừng thì có luôn ạ. Tôi cạn lời. Vâng, tôi đến thần kinh với tôi mất. Bài mắc binh để cho game thủ chim sẻ nắng, hai quả phụ vàng trong khung nhà góc 3 giờ đối đầu với Katarian. Cửa nào dành cho game thủ Vlog trong trận thiếu này đây? Không cửa nào dành cho game thủ Vlog cả. Vâng, bầy hiệu đầu 4 con đã được game thủ chim sẻ nắng đưa về 3 con. Vâng, hai rừng ốp cạnh nhà khung đét đẹp vàng trong, lấy gì để công đội bạn đây? Và như vậy là theo thông tin tôi nhận được thì game thủ Gunny vừa có một cuộc lộn ngược dòng trước game thủ Hoàng Mai Nhi. Đây cũng là Hoàng Mai Nhi cũng là một trong những game thủ đang có một phong độ cực kỳ tốt trong ngày hội chín sum All Star Cup của chúng ta giải đấu lần này. Anh ấy đã để thua trước game thủ Gunny rồi và bắt đầu cắt dân ra để khai thác quả phụ dành cho chim sẻ. Và đến với trận thiếu thứ năm này, chúng tôi xin một phút dành cho quảng cáo. Và xin gửi lời mời đến những quý doanh nghiệp đang có những sản phẩm, những dịch vụ tốt nhất muốn quảng bá tới hơn 1 triệu anh em đam mê bộ môn đế chế của chúng tôi thì các bạn vui lòng liên hệ qua hotline 0973883999 hoặc vui lòng mail tới hòm thư ads@egomedia.vn. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà trợ sàn FPC VFloor là một trong những vật liệu thay thế cho các loại gạch, men hay sàn gỗ trong thi công ốp lát sàn so với các sản phẩm truyền thống. Vâng, xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Rapido. Vâng, nhà tài trợ đã mang đến đại sứ thương hiệu trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là bạn Mick. Vâng, đến từ Italia, ngồi sau lưng chim sẻ nắng. Vâng, hiện tại thì nhà tài trợ Rapido của tôi đang có những sản phẩm, đó chính là quạt điều hòa Rapido và robot lau nhà hút bụi Rapido. Vâng, robot Rapido tự động làm việc, tự động tránh vật cản và tự động sạc pin và có thể điều khiển từ xa qua điện thoại. Đây là anh em có thể trang bị cho ngôi nhà của mình hoặc là một văn phòng của mình một em robot Rapido để có thể giúp cho ngôi nhà văn phòng của mình trở nên sạch sẽ hơn và luôn luôn sạch sẽ luôn. Trong những lúc mà các bạn không ở nhà thì các bạn hoàn toàn có thể điều khiển robot từ xa để có thể cho quét nhà, về nhà cái không phải lo là nhà hôm nay bẩn thế, bụi thế. Vâng, anh em yên tâm, mà có em robot này thì nhà các bạn lúc nào cũng trong trạng thái sạch sẽ luôn, sạch sẽ tinh tươm luôn. Vâng, các bạn hãy nhớ đến thương hiệu Rapido của chúng tôi. Vâng, thương hiệu Rapido của tập đoàn Ferrari. Và một bài Egypt chim sẻ nắng đánh với 26 nông dân và đang có BB. Trong đó trận này thì game thủ Vlog đang là một bài mà nếu tôi nhìn không nhầm sau tình huống soi tham của chim sẻ đắng là một bài mà Vlog đánh 22 dân. Vâng, 22 dân, chính xác là bài 23 dân và chết 1 dân dành cho game thủ Vlog. Ồ vâng, như vậy là chim sẻ đóng BL và BM ở đây.
một tình huống mà quyết định đó là bò nhỏ, vì Việt Lớp đang có bài đánh ít dần và Kim Trẻ đang lo sợ rằng một bài đấu Việt Lớp sẽ là người lên đời sớm. Đang lo sợ rằng Việt Lớp sẽ là một bài đấu lên đời sớm. Vâng, 26 dân cộng 1 dành cho đối thủ Chim Sẻ Nắng. Mặc dù đánh BL ở thềm đầu nhưng Sẻ vẫn đang chặt gỗ. Bởi vì có cung bao giờ cũng hơn anh em ạ. Thêm vài chiếc ruộng nữa Chim Sẻ. Về lớp còn lên đời muộn hơn Chim Sẻ Nắng ở trong trận thiếu này. Bài 23 dân của Katarian. Lối đi nào dành cho anh lớp cháu gà ở đây? Vâng, về lớp mới chỉ comment được một câu là quá hay trên fanpage của Chim Sẻ Nắng mà thôi. Và ngày hôm nay về lớp đã nói rõ ràng với tôi, đó chính là cứ mỗi lần nào, mỗi trận về lớp giành chiến thắng, anh sẽ qua livestream của game thủ Chim Sẻ Nắng và comment câu quá hay. Nhưng bây giờ thì mới chỉ được một lần thôi anh lớp ạ. Con giò đang đẩy đi dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng, nhưng vấn đề là chúng ta đang chưa phát hiện ra nhà game thủ về lớp đâu. Và đang có một sư tử đuổi theo con giò này của Chim Sẻ. 28/32. Thêm hai chiếc ruộng nữa, mặt này vào đây là nhà của anh thủ lớp cháo gà. Có đôi voi về nhà chính, vâng, Sẻ quyết định đóng 2L luôn. Vâng, Sẻ quyết định đóng 2L bánh xe. Như vậy là sẽ đánh sọc đơn đến từ Chim Sẻ Nắng khi em quyết định là không ăn vàng. Vâng, 3BL đến từ Chim Sẻ. Như vậy đây một tình huống mà Sẻ đang muốn bắt bài cái thủ với lớp. Nếu như ông Sẻ mà bắt bài với lớp đánh cung vào váy thì tôi ạ luôn đấy. 4BL đến từ Chim Sẻ á. Gì đây? Vâng, nâng cấp chặt gỗ nhưng không đóng BA. Đóng 4BL. Và một quyết định không giống ai dành cho thủ Chim Sẻ Nắng. Và Vlop đang cho rất nhiều dân ra để có thể khai thác vàng. Nhưng mà Sẻ đang lo sợ rằng Vlop thổi phù anh em ạ. Vlop quyết luôn khi thấy Sẻ đóng 4BL không ăn vàng, tôi cạn lời. Vâng, xem Vlop có đóng phù hay không. Chúng ta cùng xem Vlop có đóng phù hay không ở trong trận diễu này. Vâng, đang nhìn nhưng mà không thấy Sẻ soi sang nhà Vlop có đóng phù hay không. Nhưng Vlop định bắt định chơi phù với Chim Sẻ nhưng Sẻ đã bắt bài Vlop. Em quyết định đó chính là táng luôn 4BL, không ăn vàng, không sóc lật đà cho Vlop khỏi phù luôn. Và chiến thắng này Chim Sẻ Nắng ở trận thiếu này 4-1. Hệ thống quán nhậu Tự Do, ăn ngon, ngồi đẹp, giá vỉa hè. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nhé.